anh chị mắc một sai lầm là họ chờ đợi bản thân hoàn hảo sau đó mới bắt đầu. Ví dụ em có live stream nhưng mà em béo lắm, em phải giảm cân đã. Em muốn live stream nhưng mà em không biết nói gì. Em muốn live stream nhưng mà em bí tử. Em muốn live stream nhưng mà em sợ. Và các anh chị gần như tất cả những thứ đó chỉ được giải quyết khi các anh chị bắt đầu làm và cho mình thời gian để hoàn thiện bản thân. Có đúng không ạ? Các anh chị không bao giờ nói hay nếu các anh chị không nói được ngày. Các anh chị không bao giờ tự tin nếu các anh chị không đối diện với nó. Và các anh chị sẽ không bao giờ gầy nếu các anh chị không tập thể dục và ăn ít đi. Chúng ta không theo đuổi sự, chúng ta không chờ đợi sự hoàn hảo. Chúng ta phải theo đuổi sự tiến bộ mỗi ngày. Và để tiến bộ, chúng ta phải cho phép mình sai. Cả nhà mình nha, nhớ giúp em Lan điều này nha các anh chị. Cùng nhau đi tạo dựng dấu ấn cá nhân nào. Bây giờ thì cuộc đời có nhiều kiểu người lắm. Lúc này em Lan hỏi anh chị nào đấy hướng ngoại cho các em Lan thấy. Hướng ngoại là hướng về nhà bà ngoại ấy. Hướng ngoại là gì? Là những người mà thích giao tiếp, được chưa ạ? Nói nhiều năng lượng, nhiệt huyết, thu hút người khác bằng năng lượng. Có những người các anh chị thấy không? Họ xuất hiện vào khác là ngay lập tức chúng ta bị thu hút, có không ạ? Họ ngồi ở đâu và lập tức đám đông vây quanh họ, có không ạ? Đấy là những người hướng ngoại, đấy là những người năng lượng. Anh chị nào đây thuộc tiếp năng lượng, giơ tay lên và nói. Ôi, chẳng có tí năng lượng nào cả. Thật luôn đấy. Những anh chị nào đây thuộc tiếp năng lượng, giơ tay lên và nói. Đấy, đúng rồi, các anh chị năng lượng đã xuất hiện. Tiếp người tiếp theo là tiếp người chuyên gia. Chuyên gia là một người có kiến thức sâu sắc trong lĩnh vực của họ. Họ thu phục, thu hút người khác bằng kiến thức, bằng kỹ năng, bằng trải nghiệm, bằng giá trị mang đến cho người ta. Ví dụ chị Tập Kim như là chuyên gia rồi này. Chuyên gia và năng lượng này. Chuyên gia thì phải định vị trước. Mình phải định vị thứ mình muốn, sau đó mình mới có, chứ không phải có rồi mới định vị. Ui, ngày xưa tớ định vị tớ là chuyên gia, méo có ai bảo tớ chuyên gia đâu. Bây giờ mọi người thấy em chuyên gia. Đấy, quá chuyên gia luôn. Chúng ta định vị trước, chúng ta có nó sau các anh chị nha. Chứ không phải đợi có nó rồi mới định vị các anh chị nha. Còn nếu mà các anh chị định vị rồi mà bây giờ các anh chị chưa đạt được level chuyên gia thì cách duy nhất là học tập, update. Các anh chị phải đi trước giá trị các anh chị phải nhiều hơn những người mà các anh chị, người sẽ theo mình. Hình dung chưa ạ? Nào, ai ở đây thuộc tiếp cảm xúc nào? Nghe xem bà nào thuộc tiếp cảm xúc này. Ít nói, được chưa ạ? Ngại nói. Nhưng mà trong đầu nó biết hết nha. Biết hết, trong đầu biết hết nhưng mà ít nói, ngại nói. Nói kiểu nhanh, dồn dập, năng lượng mà không nói được. Nhưng mà nếu về kể chuyện kể nể thì lại kể nể được. Ai thuộc tiếp cảm xúc giơ tay nào. Ôi chứ lại hoài nghi nhân sinh lại không thấy mình thuộc tiếp nào. Nào ai thuộc tiếp cảm xúc. Giơ giơ cao giơ cao giơ cao. Rồi ok. Ok chị, ok anh. À ok hai chị. Nào những anh chị nào mà chưa được hướng vào ba cái tiếp vừa rồi đang trong trạng thái hướng linh tinh à. Hướng nội, ba tham, hướng ngoại, ba tham. Ok các anh chị nào, mình nghe Lan nói này. Không có ai tuyệt đối trong một tiếp nào cả. Các anh chị nhá, chỉ là chúng ta có xu hướng về bên nào nhiều hơn. Sau đó chúng ta lựa chọn, định vị và đi theo cái xu hướng đó. Cả nhà mình nha. Thực ra về bản chất này, tất cả chúng ta đều tồn tại cả bốn cái này ở bên trong. Cả bốn cái nha. Cả bốn cái đều tồn tại. Nhưng sẽ có những người nghiêng hẳn về một cái nhóm nào đấy. Nhưng cũng có những người mà đến cái level là họ có thể linh hoạt giữa tất cả các nhóm. Ví dụ như em là hoàn toàn có thể linh hoạt giữa tất cả các nhóm này. Hoặc có thể gộp hết vào trở thành Vinh Hồng Lan. Thế nhưng có những anh chị thì rõ ràng mình là thuộc tiếp năng lượng. Mình hút người khác bằng năng lượng một cách dễ dàng nhất. Nhưng có những người sẽ thuộc tiếp cảm xúc, dàn trải, chia sẻ, tâm tình, tâm sự là bạn với khách hàng. Đấy. Còn cái kiểu tự do này không nói rồi. Giờ hơi cảm hấp em ạ. Thì khi anh chị em nào mà cảm thấy bản thân mình đang ở tiếp tự do ấy mà, thì vui lòng xác định cho em trở về cảm xúc chuyên gia hay năng lượng và theo đuổi nó đến cùng. Cả nhà mình nha. Người ta bảo là giờ giờ ước hương là hơi bị khó làm việc đấy. Nên các anh chị em phải cực kỳ rõ ràng nha. Còn câu chuyện là hành trình chúng ta làm ngày hôm nay chúng ta hiện diện ở đây không phải ai cũng rõ ràng. Hoặc thậm chí có những người bây giờ mình biết đến những cái này.